Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3261 Mộ Thanh Tiên Tử đọc sách Trong mắt ngô tiềm toát ra vẻ ái mộ, chỉ là loại ái mộ này xen lẫn một tia tham lam. Mộ Thanh bất luận dung mạo hay là tiềm lực tương lai đều được coi là thiên kiêu chân chính. Còn nhà họ ngô thì sao, trong nhà chỉ có một vị lão tổ cảnh giới thần quân trung kỳ tỏa chấn. Nếu như có thể biến mộ Thanh thành người nhà họ ngô, vậy việc nhà họ ngô hưng thịnh, còn có quyền thế của anh ta đều sẽ đạt tới mức cường thịnh. Mộ Tiềm sửa sang lại quần áo của mình, điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị đi qua chào hỏi Mộ Thanh. Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, tên trộm đứng lại, dám tự tiện xông vào nhà họ Mộ, chán sống rồi đúng không? Mộ Dương quan nhíu mày, nói, Xuân Nhu đang làm cái gì vậy? Anh ta quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng đang bay vút về phía bọn họ muốn chết. Ngô tiềm quát một tiếng, có ý muốn biểu hiện trước mặt mộ thanh. Anh ta thúc giục pháp lực rất nhanh, khí thế mạnh mẽ được triển khai, vậy mà đã đạt đến động hư cảnh hậu kỳ, mạnh hơn nhiều so với mấy người mộ xuân nhu. Tên trộm, đừng quấy dày mộ thanh tiên tử đọc sách. Ngô tiềm sợ mộ thanh không biết nên hét lớn một tiếng, sau đó đánh một trưởng về phía bóng dáng đó. Một trưởng điên cuồng khiến cho hồ lặng đều chấn động, cả mặt hồ giống như nước đang đun sôi. Nhưng một trưởng mạnh mẽ này của ngô tiềm thất bại rồi, bóng dáng đó giống như quỷ mị, trực tiếp tránh né, rồi đi thẳng về hướng mộ thanh. Trong lòng ngô tiềm khiếp sợ, một trường bất đắc dĩ đánh xuống mặt đất, loạn thạch bắn tung tóe, khí kình bắn ra bốn phía khiến hai người mộ Xuân Nhu và mộ Dương Quan bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy một trận khó chịu. Trong đình, mộ thanh đã sớm biết hành động của ngô tiềm và mộ Dương Quan, thậm chí cô ấy còn rất rõ suy nghĩ của mấy người nhà họ mộ chỉ là hiện giờ cô ấy đã không còn bao nhiêu kỳ vọng cảm thấy nếu như có thể dùng bản thân để đổi lấy sự cường thịnh cho nhà họ mộ có lẽ sẽ rất đáng giá tiếng hét của ngô tiềm vang lên mộ thanh bị kinh động cô ấy nhìn về phía đó ánh mắt không thể rời đi tốc độ của đường tuấn cực nhanh xuất hiện trong đình đối diện với mộ thanh đường tuấn nói mộ thanh trong hốc mắt mộ thanh dường như có nước mắt muốn chảy ra, nhưng lại mạnh mẽ kìm xuống. Cổ họng cô ấy chuyển động, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cô ấy lại không nói gì cả. Cô ấy quay mặt đi, không muốn nhìn đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền chương 3262 em cũng là tốt cho chị họ thôi. Được. Mộ Xuân Nhu, mộ Dương Quan đồng thời nói. Mộ Thanh, đường tuấn lại hét lên dẫn anh ta đi âm thanh mộ thanh bỗng nhiên lớn lên mộ thanh tiên tử không muốn gặp anh mau đi đi ngay cả ngô tiềm ở bên cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng lời nói không chút khách sáo trước đó anh ta ra tay bị đường tuấn tránh được cảm giác hơi mất thể diện nên lúc này muốn tìm cơ hội đòi lại một chút mộ dương quan thấy đường tuấn không có ý rời đi một tay trực tiếp đẩy tới pháp lực mạnh mẽ bộc phát nhưng thân hình Đường Tuấn giống như định hải thần châm, hoàn toàn không cách nào lay động. Đường Tuấn nhìn mộ thanh, cuối cùng thở dài, nói tôi biết rồi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại vực thương lãng, nếu cô có chuyện gì thì có thể tìm tôi. Mộ Xuân Nhu nghe xong cười diễu không thôi, châm chọc nói, đừng làm thân với chị họ mộ thanh nữa. Cho dù thật sự có chuyện không giải quyết được, thì tên nhóc anh có thể giải quyết được sao? Đường Tuấn không giải thích, lại nhìn mộ thanh rồi mới xoay người rời đi mấy người mộ xuân nhu có cảm giác bị xem thường trong mắt không khỏi trào ra lửa giận đang lúc bọn họ chuẩn bị làm gì đó bỗng nhiên mộ thanh mở miệng nói để cho anh ta đi đi mặc dù không biết mộ thanh có tính toán gì nhưng hai người mộ xuân nhu vẫn đồng ý vẻ mặt ngô tiềm nịnh nọt tươi cười nói mộ thanh tiên tử tôi là ngô tiềm của nhà họ ngô mộ thanh đưa lưng về phía anh ta giơ tay ngăn cản anh ta đang có ý nói tiếp nói các người cũng đi đi tôi muốn yên lặng ngô tiềm há hốc miệng đầy bụng nói không nên lời xấu hổ không chịu nổi đành phải nháy mắt với mộ dương quan ánh mắt mộ dương quan lóe lên chậm rãi nói chị họ như vậy có chút không ổn nhà họ ngô ở vực thương lãng có danh vọng rất lớn mấy người lớn trong nhà cũng có ý tác hợp chị họ vẫn nên suy nghĩ một chút nếu em nói lời của chị cho mấy người lớn nghe, bọn họ cũng sẽ nói chị họ suy nghĩ thiếu sót đó. Em cũng là tốt cho chị họ thôi. Há mồm ngậm miệng đều là chị họ, nhưng lời nói của mộ dương quan lại khiến người ta cảm giác được sự uy hiếp. Cầm miệng lại. Mộ thanh đoạn việt quát, chuyện của tôi, tôi tự làm chủ. Các người đi ngay cho tôi. Trường 3263 quả thật phải nói một chút. Tiếng quát này, mộ thanh còn dùng sức mạnh bản thân, bao gồm cả ngô tiềm, ba người họ đều cảm thấy thân thể nhoáng lên một cái, suýt chút nữa chịu không nổi, sắc mặt mộ Xuân Nhu và mộ Dương Quan càng trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong khoảng thời gian gần đây, mộ thanh thật sự quá ngoan ngoãn, phàm là sắp xếp trong nhà thì cô ấy đều đồng ý. Điều này cũng khiến người nhà họ mộ như gặp ảo giác, vậy mà mộ thanh có thể tùy ý để bọn họ sắp đặt. Nhưng bọn họ lại quên rằng, cho dù ở nhà họ mộ thì thực lực mộ thanh cũng là số một số hai mấy thế hệ trước cũng không dám nói có thể chiến thắng cô ấy trăm phần trăm nếu thật sự ép mộ thanh thì chắc chắn bọn họ sẽ tự rước lấy nhục cuối cùng mặt ba người mộ xuân nhu xám xịt rời đi bên bờ hồ yên tĩnh mộ thanh đứng một mình nước mắt không ngừng chảy xuôi đường tuấn rời khỏi nhà họ mộ mà ba người mộ xuân nhu cũng đi theo ra ngoài nhớ kỹ sau này nhìn thấy người này thì không cho phép anh ta tới gần nhà họ Mộ. Không biết là tên nhóc từ đâu tới, cũng dám làm quen chị họ Mộ Thanh. Sắc mặt Mộ Dương Quan khó coi nói với các thủ vệ nhà họ Mộ, chịu thiệt ở chỗ Mộ Thanh nên bọn họ đành phải phát tiết lửa giận lên người tên xa lạ này. Những tu giả xếp hàng hầu hết đều thản nhiên nhìn Đường Tuấn, có mấy người lắc đầu, nói cần gì phải tự rước lấy nhục chứ. Cho rằng mình là ai, lại còn nói quen Mộ Thanh tiên tử? Bỗng nhiên đường Tuấn quay đầu nhìn mấy người mộ Xuân Nhu, ánh mắt lạnh lùng khiến người nhà họ mộ bị dọa nhảy dựng lên, run rẩy nói anh muốn làm gì. Đường Tuấn nói, nếu như để tôi biết mấy người đối xử không tốt với mộ Thanh, thì tôi sẽ xử đẹp nhà họ mộ các người. Nói xong, đường Tuấn lập tức rời đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đúng là tên nhóc ngông cuồng. Mộ Xuân Nhu và mộ Dương Quan nhìn nhau, đều không xem đường Tuấn là gì cả. Hiện giờ nhà họ mộ như mặt trời ban trưa, thế quật khởi không nhỏ, khắp cả thế giới cổ linh, ngoại trừ tồn tại siêu nhiên như cổ linh vương thì còn ai dám nói xử nhà họ mộ chứ? Cho dù là gia tộc có thần quân chấn giữ thì cũng không thể. Sắc mặt mộ dương quan lạnh xuống, truyền âm nói, Xuân Nhu, em trông coi ở bên ngoài, anh đi tìm mấy trưởng lão nói chuyện. Anh đây là... Trong lòng mộ Xuân Nhu khẽ động. Chương 3264 Ngũ trưởng lão tranh luận. Trong đại điện trưởng lão của nhà họ Mộ, Mộ Dương Quan đang bẩm báo với mấy trưởng lão nhà họ Mộ, kể lại chuyện xảy ra hôm nay, chủ yếu là chuyện Mộ Thanh không chút khách sáo từ chối Ngô Tiềm. Còn về chuyện Đường Tuấn cảnh cáo nhà họ Mộ, Mộ Dương Quan cũng không để ở trong lòng nên đương nhiên không nhắc đến nhiều. Trong đại điện trưởng lão, tổng cộng có 10 ông lão của nhà họ Mộ. Sau khi nghe Mộ Dương Quan giảng giải xong, có một ông lão hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, tôi đã sớm nói mộ thanh là sói mắt trắng, các người hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại chỉ bảo nó và ngô tiềm ở chung mà cũng không muốn, vậy tương lai những chuyện khác, nó không lật trời, nghe theo sự sắp xếp của chúng ta không? Ngũ trưởng lão, tôi lại cảm thấy chuyện này mộ thanh không làm sai. Người muốn có quan hệ tốt với ngô tiềm là các người, dựa vào cái gì phải để mộ thanh đứng ra nịnh hót ngô tiềm thay các người chứ? không phải tất cả trưởng lão đều trách cứ mộ thanh, mà vẫn có người nói câu công bằng. Sắc mặt ngũ trưởng lão trầm xuống, thản nhiên nói, hừ. Tôi là vì dòng dõi của chúng ta, tôi là vì cả nhà họ mộ. Mộ thanh làm việc cho nhà họ mộ, thân là con gái nhà họ mộ, đây không phải là điều đương nhiên sao. Để nó gặp một người mà thôi, cũng sẽ không thiếu đi một miếng thịt. Nhìn thấy đám trưởng lão sắp ẩm ý, một tiếng quát như chuông hồng vang lên, được rồi trong đại điện trưởng lão lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn về phía người đang nói chuyện. Đó là đại trưởng lão mộ cung hành ngồi ở vị trí đầu tiên, rất lâu trước đó trùng kích cảnh giới thần quân thất bại, nhưng thực lực lại là đệ nhất nhà họ mộ. Mộ cung hành nhìn lướt qua mọi người, mặc dù hai mắt ông ta vì già nua mà hơi đục ngầu, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, phàm là người bị ông ta nhìn chằm đều cảm giác bí mật sâu trong nội tâm bị xuyên thủng ông ta chậm rãi nói mặc dù mộ thanh là người nhà họ mộ nhưng con bé làm cho nhà họ mộ đã đủ nhiều rồi lần này nó đề nghị tìm bạn đời vốn tôi không đồng ý bởi vì tôi muốn cho nó cơ hội lựa chọn chứ không phải hy sinh vì nhà họ mộ tôi biết trong các người có người không thích con bé cảm thấy nó là con gái sớm muộn gì cũng phải lập gia đình không thể thật sự chống đỡ nhà họ mộ cho nên các người nghĩ hết mọi cách muốn ép buộc tất cả giá trị của con bé để thành toàn tâm tư của mình. Đại trưởng lão, chúng tôi. Ngũ trưởng lão tranh luận. Đại trưởng lão giơ tay lên, thô lỗ cắt ngang lời ông ta, nói, đừng phủ nhận, tôi vẫn rất rõ nhà họ mộ xảy ra chuyện gì. Ánh mắt ông ta càng thêm sắc bén, nói tôi chỉ muốn nói cho các người biết, ánh mắt các người quá thiển cận, thật sự cho rằng móc nối quan hệ với nhà họ ngô thì ghê gớm lắm sao các người muốn có quan hệ với nhà họ Ngô, tôi không miễn cưỡng, nhưng các người không thể ép Mộ Thanh được. Nếu để tôi biết các người ép Mộ Thanh, thì tôi sẽ xử lý từng người từng người một. Đây là giới hạn của tôi. Trong đại điện trưởng lão im lặng một hồi, cuối cùng đám trưởng lão mới nói, biết rồi. Đại trưởng lão, có chuyện muốn nói với ông một chút. Chương 3265 50 vạn linh thạch cực phẩm. Lần này Mộ Thanh tìm bạn đời không chỉ thu hút sự chú ý của thanh niên trẻ tuổi trong vực thương lãng, mà ngay cả mấy thanh niên ở vương thành thế giới cổ linh cũng đến. Trong đó có hậu duệ của thống lĩnh đội hắc hổ, còn có đệ tử ký danh của y sư Tề Tinh. Đúng lúc này, một trưởng lão tới gần mộ cung hành bỗng nhiên nói. Vừa dứt lời, trưởng lão trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Mộ Dương Quan nghe được càng sướng sờ tại chỗ, miệng há hốc, bị khiếp sợ. Mặc dù nhà họ ngô của ngô tiềm cũng có cảnh giới thần quân tỏa chấn, nhưng thần quân đó chỉ xuất thân tán tu, không cách nào so với thống lĩnh của đội hắc hổ được. Đồng thời, ngô tiềm cũng không thể so sánh với hậu duệ thống lĩnh đội hắc hổ, chứ đừng nói là còn có đệ tử ký danh của y sư tề tinh, đó chính là truyền nhân của thần bác sĩ đó. Mộ cung hành há miệng, cuối cùng thở dài, nói tôi vẫn là câu nói đó, các người muốn lợi dụng mộ thanh vì dựng một chiếc thuyền lớn cho nhà họ mộ thì được, nhưng tuyệt đối không thể ép mộ thanh ai cũng đều nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của mộ cung hành, dù sao đó cũng là thống lĩnh của đội hắc hổ, còn có thần bác sĩ, dù ông ta có chiều mộ thanh như thế nào, cũng sẽ không đánh cược cả nhà họ mộ được. Trưởng lão nói chuyện và mấy người ngũ trưởng lão lướt nhìn nhau, rồi đều lộ ra ý cười. Lúc này, đường Tuấn dẫn theo hận thiên đi trên đường phố vực thương lãng, bên chân còn có thú nhỏ A Bảo. Trước khi đến thành cổ linh, anh đã bảo thú nhỏ A bảo đến vực thương lãng trước một bước, âm thầm bảo vệ Mộ Thanh. Hiện tại xem như đã gặp nhau thành công. Có tin tức gì không?" Đường Tuấn hỏi. Thú nhỏ A bảo gặp một khúc xương trắng như ngọc, hàm hồ không rõ nói, không có tin tức gì cả, nhưng không thể không nói có mấy người nhà họ Mộ rất khốn nạn. "Tôi sẽ đưa cậu đi một nơi." Dưới sự dẫn dắt của A bảo, Đường Tuấn, Hận Thiên đi đến một tử lâu. Giờ phút này, đại sảnh lầu một từ lâu bị dọn sạch, một đám người vây quanh, thỉnh thoảng có âm thanh vang lên. Cơ hội gặp mặt mộ thanh một lần, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. 50 vạn linh thạch cực phẩm. 55 vạn linh thạch cực phẩm. Vậy mà nơi này lại là nơi đấu giá cơ hội gặp mặt mộ thanh. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong đám người là một đôi vợ chồng trung niên. Tu vi hai người họ cũng không cao, chỉ là cảnh giới hợp thể, nhưng lúc này lại bị người người vây ở giữa, vui mừng đầy mặt. Cha mẹ mộ thanh đã chết từ rất lâu rồi, cô ấy được bác trai bác gái của mình nuôi dưỡng. chương 3266 tôi cảm thấy cô ta rất thích hợp. Vẻ mặt thú nhỏ A bảo phẫn nộ bất bình nói, hung hăng gặp một khúc xương. Chính ngay lúc này, bỗng nhiên bác trai của mộ thanh cất cao giọng món đồ bán đấu giá cuối cùng của hôm nay, một suất ở ở viện Mộc Hòe. Sứt lời, nơi này phát ra từng tiếng xôn xao. Viện Mộc Hòe, đó chẳng phải là nơi mà lần này nhà họ mộ tiếp đãi những gia tộc lớn và đệ tử phái lớn sao. Nghe nói Viện Mộc Hòe rất gần nơi ở của cô nương Mộ Thanh, nói không chừng có thể ở gần được Ban Lộc. Chẳng phải Viện Mộc Hòe đã chật kín rồi sao, vậy mà còn có suất, lần này tôi phải giành mới được. Nghe thấy phản ứng của đám đông, bác trai bác gái của Mộ Thanh đều lộ ra biểu cảm hài lòng đợi âm thanh xôn xao lắng xuống, bác trai mộ thanh mới ho nhẹ một tiếng, sau đó hạ giọng nói, bây giờ bắt đầu bán đấu giá, giá khởi điểm 1 triệu. 1 triệu 50 vạn, 2 triệu, 3 triệu, giá cả tăng lên với tốc độ cực khủng bố, rất nhanh đã đạt đến 6 triệu linh thạch cực phẩm. Đây là linh thạch cực phẩm chứ không phải là linh thạch bình thường. Một tu sĩ động hư cảnh tu luyện một năm cũng chỉ cần 10 vạn linh thạch cực phẩm mà thôi. 6 triệu linh thạch cực phẩm, có thể đủ cho một tu sĩ động hư cảnh luyện 60 năm đó. 10 triệu. Sau khi giá cả đạt đến 6 triệu rồi dừng lại một lúc, một âm thanh lười biếng bỗng nhiên vang lên. Toàn trường đều khiếp sợ, đồng thời nhìn về phía người đó. Ở một góc đại sảnh, một thanh niên đang chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt anh ta hơi tái nhợt, ngũ quan phô ra, trong ánh mắt lộ ra sát khí khiến người ta có cảm giác hung dữ. Vừa rồi chính là anh ta ra giá 10 triệu. Còn ai muốn ra giá nữa không? Nếu như không có ai ra giá nữa thì suất ở viện Mộc Hoè chính là của tôi. Tôi không có hứng thú gì với mộ thanh đó, chỉ là thiếu một thị nữ bưng trà rót nước, tôi cảm thấy cô ta rất thích hợp. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thanh niên chậm rãi mở miệng. Tên nhóc cậu. Chương 3267 vậy thì chúng ta đợi đó. Bác trai mộ thanh kiểm tra nhẫn không gian, lập tức giật mình, sau đó vẻ phẫn nộ trên mặt biến mất nhanh chóng, nịnh nọt nói với thanh niên cậu thật sự hào phóng quá rồi. Nhưng cậu nói cũng đúng, vốn cưới mộ thanh về, không phải cũng phải bưng trà rót nước sao. Thanh niên nghe vậy, ánh mắt càng thêm khinh thường. Người xung quanh nhìn thấy bác trai mộ thanh thay đổi, lập tức biết thanh niên trước mắt không dễ chọc, có thể tiện tay bỏ ra 10 triệu linh thạch cực phẩm, ít nhất cũng là cấp bậc như ngô tiềm hiện tại còn tiếp tục bán đấu giá không? Thanh niên hỏi. Bác trai mộ thanh đang muốn nói chuyện, thì một âm thanh vang lên, tôi ra 20 triệu linh thạch cực phẩm. Mọi người nghe vậy lập tức tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, thấy người nói chuyện đang đứng ở vị trí cửa đại sảnh, là một thanh niên thoạt nhìn có chút gầy gò, phía sau anh còn có một người trẻ tuổi thoạt nhìn hơi nhát gan, và một chú chó. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đường Tuấn đi vào trong đại sảnh ném nhẫn không gian cho bác trai mộ thanh bác trai mộ thanh kiểm tra một chút sắc mặt vui mừng càng đập sau đó có chút không nỡ trả lại nhẫn không gian trước đó cho thanh niên có vẻ mặt hung dữ anh thanh niên ánh mắt hung dữ nhìn chằm đường tuấn như sói đói nói nếu bây giờ anh thu lại chiếc nhẫn không gian đó thì tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì bác trai mộ thanh nắm chặt lấy nhẫn không gian hoàn toàn không có ý buông tay đây chính là 20 triệu linh thạch cực phẩm đó. Đường Tuấn nói, nếu như không chi ra được linh thạch, vậy thì cút. Thanh niên cười nhạo một tiếng, ánh mắt âm lãnh nói, anh thật sự muốn chết. Tôi tới đây chỉ là chơi đùa mà thôi, chỉ là suốt ở viện Mộc Hòe, chỉ cần tôi mở miệng, mộ cung hành cũng sẽ phải đích thân sắp xếp cho tôi. Bác trai mộ thanh nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ coi, nói, không bỏ tiền thì đừng khoác lác ở chỗ này trong mắt ông ta hiện lên sao kim nhìn đường tuấn thái độ thay đổi cấp tốc này khiến đường tuấn không có chút thiện cảm nào với bác trai mộ thanh thanh niên ánh mắt hung dữ thản nhiên nhìn mấy người đường tuấn nói được vậy thì chúng ta đợi đó nói xong anh ta rời khỏi đại sảnh từ lâu mọi người trong đại sảnh dần dần tản đi bác trai mộ thanh nói đại nhân hiện tại cậu hãy theo tôi đến viện mộc hòe đi tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu vào ở Bây giờ ông ta hoàn toàn xem Đường Tuấn là người coi tiền như rác. Đường Tuấn lại ném một chiếc nhẫn không gian cho bác trai Mộ Thanh, nói, trong khoảng thời gian gần đây đừng bán đấu giá nữa, linh thạch trong nhẫn không gian này xem như là bồi thường. Bác trai Mộ Thanh vốn còn có chút mất hứng, nhưng khi ông ta cảm ứng được đống linh thạch chất như núi trong nhẫn không gian, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nói, đa tạ đại nhân. Chương 3268 còn nhớ những gì tôi vừa nói không? Trong lòng Đường Tuấn thở dài, lớn lên trong hoàn cảnh này, Mộ Thanh còn có thể bảo trì bản tâm không thay đổi, thật sự là khó có được. Sau một hồi giới thiệu, Đường Tuấn biết bác của Mộ Thanh tên là Mộ Hàn Thu, mà Đường Tuấn thì dùng thân phận Dược Đường. Dược tiên sinh, thanh niên tuấn kiệt như cậu, ra tay lại hào phóng, Mộ Hàn Thu tôi rất hít khi nhìn thấy. Tôi tin cậu nhất định có thể trở thành cô gia của nhà họ Mộ tôi. Dọc đường đi, mộ hàn thu tân bốc đủ kiểu với đường Tuấn, thú nhỏ A Bảo và Hận Thiên đều nghe không nổi nữa. Đường Tuấn lần nữa đi đến cửa nhà họ mộ, nhưng lúc này trước cửa nhà họ mộ đã có không ít người đang đứng. Thanh niên ánh mắt hung dữ lúc trước ở tử lâu đang ngang nhiên đứng ở trước đám người nhà họ mộ, vẻ mặt kiêu căng. Mộ hàn thu nhìn thấy cảnh này, trong lòng lộc bộp. Ông ta đã nhìn thấy nhị trưởng lão nhà họ mộ mộ vân khung ở trong đám người nhà họ mộ, Mộ Hàn Thu, ông đã làm chuyện tốt gì vậy? Nhìn thấy Mộ Hàn Thu trở về, Mộ Vân Khung lập tức quát lớn. Mộ Vân Khung chỉ tay về phía Mộ Hàn Thu, tức giận mắng, ai cho ông lá gan ngay cả đệ tử thống lĩnh Thái Thiên cũng dám chỉ trích vậy? Thống lĩnh Thái Thiên sao? Mộ Hàn Thu run giọng nói, thống lĩnh Thái Thiên nào? Mộ Vân Khung hạ giọng nói, đương nhiên là thống lĩnh Thái Thiên của đội Hắc hổ. Vẻ mặt Mộ Hàn Thu lập tức trắng bệch nếu biết thanh niên này là đệ tử thống lĩnh của đội Hắc Hổ, cho dù cho ông ta mười lá gan thì ông ta cũng không dám chỉ trích. Nam thanh niên ánh mắt hung dữ nhìn về phía mộ Hàn Thu và Đường Tuấn, trêu tức nói còn nhớ những gì tôi vừa nói không? Mồ hôi lạnh trên trán mộ Hàn Thu toát ra, đâu dám trả lời. Nam tử trẻ tuổi khinh thường nhìn Đường Tuấn, nói ha ha, anh dùng 20 triệu linh thạch cực phẩm để mua được đồ, phá cửu tiêu tôi chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể chiếm được. Hi hi, yên tâm, tôi sẽ cho các người một cơ hội công bằng, để cho các người tận mắt nhìn thấy mộ thanh trở thành thị nữ bưng trà rót nước cho tôi như thế nào. Anh ta nói với mộ vân khung, đừng làm khó thằng nhóc này, dùng 20 triệu linh thạch cực phẩm chỉ mua được một suất ở viện Mộc Hòe, cuối cùng không thu hoạch được gì, tôi cảm thấy anh ta rất đáng thương đó. Trong giọng điệu của phá cửu tiêu tràn ngập đắc ý, mộ vân khung nhìn đường tuấn thêm mấy cái, cho mày, nói, mộ hàn thu, nếu đã như vậy thì ông hãy sắp xếp cho cậu ta đi." Mộ Hàn Thu vội vàng gật đầu, đợi mấy người Mộ Vân khung đưa đón phá cửu tiêu đi rồi, ông ta mới đứng thẳng người. "Chương 3269 tôi không có quyền thế sao? Có lẽ cậu có tài phú không nhỏ, nhưng nhà họ Mộ tôi cũng không nghèo, nhà họ Mộ tôi thiếu là cái thế, mà cậu lại không có điều này." Mộ Hàn Thu thuận miệng nói một câu. "Đường Tuấn cười, sao ông biết tôi không có?" mộ hàn thu lắc đầu nói quyền thế ở thế giới cổ linh có thể khiến nhà họ mộ tôi dựa vào không nhiều nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến có nhà họ dược hay là đệ tử phái lớn họ dược nào cả nói xong mộ hàn thu không thèm quay đầu lại mà bước vào nhà họ mộ đường tuấn ngẩng đầu nhìn cửa lớn cao cao nhà họ mộ hạ giọng nói tôi không có quyền thế sao mộ hàn thu dẫn đường tuấn đến một tòa viện lạc trong nhà họ mộ nói là viện lạc nhưng lại giống như một biệt thự trên trái đất. Chỉ là những kiến trúc này đều là dùng bảo vật đặc thù tế luyện, không gian bên trong còn rộng hơn mấy chục lần bên ngoài nhìn thấy, đều có đầy đủ các loại cơ sở tu luyện. Xung quanh mỗi tòa kiến trúc được bố trí các hệ thống cấm khác nhau để ngăn chặn sự tò mò bên trong phòng. Mộ Hàn Thu chỉ vào mấy tòa kiến trúc cao nhất, nói, viện Mộc Hòe vốn chỉ có 10 gian phòng, phân biệt từ 1 đến 10. Không gian và các loại thiết bị tu luyện của phòng số 1 là tốt nhất, thứ 10 là kém nhất. Đương nhiên, nói kém nhất nhưng cũng tốt hơn động thiên tu luyện ngoại giới rất nhiều. Thông thường, có lẽ cậu sẽ được sắp xếp ở gian phòng số 10. Đường Tuấn vốn không để ý việc sắp xếp phòng nào. Thần niệm của anh tản mát ra ngoài, rất nhanh cảm ứng được khí tức của Mộ Thanh, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Với tu vi hiện tại của anh, người nhà họ mộ hoàn toàn không thể nào phát hiện ra việc anh dò xét. Mộ Hàn Thu nhìn thấy đường Tuấn như vậy, không khỏi thầm lắc đầu, được sắp xếp ở gian phòng tệ nhất mà người này còn cười được. Đang lúc mộ Hàn Thu chuẩn bị dẫn đường Tuấn đến phòng số 10, thì một hạ nhân nhà họ mộ đột nhiên chạy đến, vội vàng nói với mộ Hàn Thu, phòng số 10 đã có người rồi. Có chuyện gì vậy? Cho dù có thêm một phá cửu tiêu thì viện mộc hòe cũng đủ chỗ ở. Mộ Hàn Thu nhíu mày. Hạ nhân giải thích, đệ tử ghi danh của y sĩ tề tinh bác sĩ Giang Ngư Bạch đã đến, nhị trưởng lão đã sắp xếp anh ta vào phòng số 1, hiện tại viện Mộc Hòe đã kín người rồi. Nghe được hai chữ tề tinh, chút bất mãn trong lòng Mộ Hàn Thu hoàn toàn tan thành mây khói, chậm rãi phun ra mấy chữ, hóa ra là vậy. Phải biết rằng tề tinh chính là một trong ngũ đại thần y sư của Trung ương Ngân Hà, ông ta không có đệ tử thân truyền đệ tử ghi danh Giang Ngư Bạch là đệ tử duy nhất của ông ta, tương lai có thể sẽ kế thừa ông ta. Âm thanh mộ hàn thu khẽ run rẩy nói, vốn tưởng rằng một phá cửu tiêu đến đã là đỉnh thiên, không ngờ Giang Ngư Bạch cũng đến. chương 3270, đừng cảm thấy chua xót Luận thân phận địa vị, Giang Ngư Bạch cần được tôn sùng hơn so với phá cửu tiêu. Trong lòng mộ hàn thu khiếp sợ, sau đó ông ta mới chậm rãi lấy lại tinh thần, khẽ trao mày nhìn đường tuấn. Hiện tại viện Mộc Hòe đã đầy người, 10 người ở bên trong đều không phải là người mà anh có thể đắc tội, vậy tương đương với việc đường Tuấn dư thừa, nên làm gì đây? Bỗng nhiên trong lòng mộ hàn thu khẽ động, hàng lông mày nhíu lại, nói tôi nhớ không phải viện Mộc Hòe còn có một gian phòng sao, cậu sai người đi thu dọn chỉnh đốn một chút, chút nữa tôi sẽ dẫn người qua đó. Hạ nhân sửng sốt một lúc, rồi nói, ngài nói. Anh ta nhìn đường Tuấn, ánh mắt thoáng có chút lóe lên, nói chuyện này không tốt cho lắm. Sắc mặt mộ hàn thu hơi trầm xuống, nói, làm theo lời tôi nói đi. Hạ nhân đi thu dọn, lúc này mộ hàn thu mới dẫn đường Tuấn đi vào viện Mộc Hòe. Không biết là ai tiết lộ tin tức, đường Tuấn vừa đi vào viện Mộc Hòe, chín căn phòng khác đều mở cửa ra. Một đám nam tử trẻ tuổi khí chất bất phàm, quý khí bức người đi ra từ bên trong. Đường Tuấn nhìn thấy Phá Cửu Tiêu ở phòng số 2, trên mặt người này mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Những người khác cũng đều phát ra tiếng cười diễu không thân thiện, giống như đang nhìn một tên hề bị người ta đùa bỡn. Đường Tuấn còn nhìn thấy Ngô Tiềm. Ngô Tiềm ở phòng số 5, đối với người trước đó khiến anh ta mất mặt, Ngô Tiềm không khách sáo trào phúng nói: "Ha ha, thật sự là nghèo túng." Đường Tuấn không trả lời, anh đến nhà họ Mộ không phải tranh phong với những người này đừng nói những người này cho dù là thế hệ trước của những người này đến thì cũng không cách nào khiến anh xem trọng mộ hàn thu thờ ơ lạnh nhạt không có ý hỗ trợ giải vây rất nhanh mấy người họ đi đến chỗ sâu nhất của viện mộc hòe mấy ngày tiếp theo cậu hãy ở chỗ này đi mộ hàn thu chỉ vào một căn phòng rất nhỏ giờ phút này còn có một đám hạ nhân đi ra từ trong phòng trên tay cầm các loại tạp vật đây đâu phải là chỗ ở của người, hoàn toàn là một nhà kho chứa tạp vật. Vợ mộ hàn thu thản nhiên nói, đừng cảm thấy chua sót. Nếu cậu có một sư phụ như y sư tề tinh thì cậu cũng có thể ở phòng số một. Bây giờ cậu chỉ đủ tư cách sống ở chỗ này, muốn ở hay không thì tùy. Được. Vốn vợ chồng mộ hàn thu cho rằng đường Tuấn sẽ cứng đầu từ chối, không ngờ đường Tuấn lại chỉ trần chờ một lúc rồi đồng ý. Mộ Hàn Thu bình tĩnh nhìn đường Tuấn một hồi, sau đó cười diễu lắc đầu, nói cậu cho rằng chịu đựng thì mộ thanh và nhà họ mộ tôi sẽ để ý đến cậu sao. Hết tập 174